Chào mừng các bạn đến với kênh Latest1VN. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cách chiếu hết chỉ trong 7 nước cờ. Thông qua diễn biến ván đấu của hai kỳ thủ quốc tế, mình sẽ giúp các bạn phần nào hiểu hơn về phòng thủ bớt. Các bạn cố gắng xem hết video để nắm vững loại khai cuộc này. Và trong phần cuối video, mình còn gửi đến các bạn câu đố số 41, một câu đố cất hóc búa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bên trắng với đấu pháp quen thuộc lập tức mở đầu bằng nước tốt lên e4. Bên đen đáp trả bằng phương án là tốt d6, chuyển thành thế trận phòng thủ bớt. Với ý đồ phát triển quân tiếp theo là mã f6 và tốt g6. Kế đến trắng lên tốt d4, kiểm soát trung tâm rất mạnh với hai tốt. Đen thay vì lên mã f6 trước sẽ đúng bài, thì đen lại vội vàng đáp trả bằng cách lên tốt g6, giải phóng ô g7 cho tượng phát triển. Đen chủ động nhường khu vực trung tâm cho trắng. Ý tưởng của loại phòng thủ này tương đồng với các phòng thủ siêu hiện đại khác như Sicilian, Alex King. Bạn nào thường sử dụng phòng thủ bớt thì rất quen thuộc với việc trắng sẽ tiếp tục đi lên f4, hình thành 3 tốt kiểm soát tuyệt đối khu trung tâm. Còn ở đây trắng tiếp tục ván cờ bằng cách lên mã f3. Và dĩ nhiên đen lên tượng G7 kiểm soát đường chéo A1H8. Đến đây thay vì phát triển đồng đều các quân, thì trắng chơi tượng C4 tạo một áp lực mạnh lên tốt F7. Nước cờ hơi thiên về tấn công. Đen sau khi trì hoãn việc lên mã F6 lúc đầu, thì đây là thời điểm tốt để lên mã F6. Nhưng không các bạn ạ. Đen đi một nước cờ khó hiểu là mã đen D7, khiến hậu không thể nhúc nhích. Bên trắng sau khi quan sát trận hình của đối phương, phát hiện điểm yếu chết người ấy và do đó liền chơi tượng trắng ăn tốt F7 chiếu vua hy sinh tượng. Vua đen có hai phương án. Thứ nhất, nếu đen lo ngại tượng có tẩm độc và đi vua đen F8, mã trắng sẽ G5 đe dọa đi E6 tấn công đôi hậu và vua. Mã đen lên F6 mở đường cho tượng phòng thủ. Tượng trắng lùi về B3, với thủ đoạn đi mã F7 tấn công đôi hậu và xe đen. Nếu tốt đen lên E6 cản thì tượng sẽ ăn E6. Còn nếu mã H6 thì trắng sẽ nhập thành chuẩn bị đem xe ra trận hay lên mã C3. Hoặc hậu F3 tham gia cuộc chiến, một thế cờ quá mạnh cho trắng. Trở lại cục diện ở đây. Trong ván cờ thực chiến trước sự cám dỗ của tượng trắng, đen đã lấy vua ăn tượng F7. Ngay lập tức mã trắng lao xuống G5 chiếu vua. Nếu vua đi E8, mã trắng E6 bắt chết hậu. Còn nếu vua đi F8 sẽ bị mã E6 tấn công đôi vua và hậu. Đen cũng mất hậu. Vì vậy trong ván cờ thực chiến đen đã lựa chọn phương án vua F6. Đến đây rất đơn giản, nhẹ nhàng và tinh tế. Trắng chơi hậu F3 chiếu hết cờ. Vậy là tôi đã chia sẻ cách để kết thúc trận đấu vỏn vẹn chỉ trong 7 nước cờ. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho video này một like để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển. Và mình sẽ cho ra lò nhiều video khai cuộc cạm bẫy bổ ích hơn nhé. Sau đây là thời gian cho câu đố số 41. Trắng đi trước và giành lợi thế các bạn nhé. Nếu các bạn có câu trả lời đúng, hãy comment bên dưới video, mình sẽ phản hồi sớm cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.